Nói công chuyện chiến này luôn anh chị ơi, shop thú cưng giá rẻ chuẩn bị xuất gã bầy búp mặt xệ và bầy chó bun đồ nha. Bun đồ thì em có bun đồ vàng mơ nè, bun đồ đỏ nâu nè, rồi mấy bé búp mặt xệ này thì khỏi phải nói rồi, rất rất là đẹp luôn. Đây mặt một nếp mỏm ngắn, bao mập bao ú ao cute cho anh chị luôn nha. Chống búp mặt xệ thì cực kỳ năng động nè, cực kỳ quấn chủ nè. Rồi đây là bé bé bun đồ bên nhà em nè, ngoài búp thì em còn có bun đồ nha, bun đồ là bun đồ đỏ nâu nè, em có bun đồ đỏ nâu vàng mơ nè, lông bao săn bao dày nè, giống chó bun đồ thì lông không rụng nha. Anh chị nào mà yêu thích các bé bên nhà em thì nhanh tay chốt liền nha, em giao trực tiếp tận nơi không nhận bất cứ khoản cọc nào. Và anh chị nào mà thấy yêu thích video của em thì em cho em xin một lượt đăng ký kênh nha, để theo dõi thêm nhiều video tiếp theo của shop nữa ạ.